Nói về quản lý dự án thì trong cái nội dung ở đây thì chúng ta sẽ có rất là nhiều cái nội dung mà chúng ta cần phải nắm. Ví dụ như là tại sao mà chúng ta phải thực hiện quản lý dự án công nghệ thông tin. Rồi dự án là cái gì? Quản lý dự án là cái gì? Vân vân. Hay một số vấn đề trong quản lý dự án chúng ta sẽ đề cập. Giờ chúng ta thấy quay lại lịch sử một chút xíu để trả lời cho cái câu hỏi là tại sao chúng ta phải học quản lý dự án và quản lý dự án công nghệ thông tin hay là dự án phần mềm nói riêng. Thì các em nhìn trên cái số liệu mà chúng ta được trình bày trên cái slide á, thì các em thấy rằng cái nếu mà mình coi về lịch sử thì ngành công nghệ thông tin thì nó nói chung về về kỹ thuật phần mềm thì nó bắt đầu từ những năm 67 68 của thế kỷ trước ha. Thì người ta thống kê trong các dự án công nghệ thông tin thì ở những năm 90 thì cái tỷ lệ thành công nó rất là thấp. Nó chỉ có khoảng là 16% là dự án là nó thành công. Thành công ở đây là cái gì? Tạo ra sản phẩm theo mong muốn hay là sản phẩm mà được định nghĩa lúc ban đầu á, rồi thực hiện dự án đúng tiến độ và nằm trong cái khoản kinh phí đã được cấp chẳng hạn như vậy. Thì chúng ta hoặc là kinh phí được phê duyệt á, thì chúng ta nói là dự án thành công. Còn có khoảng 52% dự án khó khăn. Thì ví dụ như là mình phải thay đổi về cái sản phẩm hoặc là chúng ta điều chỉnh về kinh phí, điều chỉnh về thời gian vân vân. Và 31% là dự án là thất bại. Thất bại ở đây là những dự án mà chúng ta không có tạo ra cái sản phẩm theo cái định nghĩa ban đầu. Hoặc là chúng ta tạo ra cái sản phẩm nhưng mà cái sản phẩm đó nó không sử dụng được chẳng hạn như vậy, chúng ta gọi là thất bại. Đến những năm 2006 thì hơn 10 năm sau hả, thì cái kết quả nó khả quan hơn, đi từ 16% thành công thì giờ là 35, và từ 52 thì nó giảm xuống còn 46 là khó khăn, và cái dự án thất bại thì lúc này nó chỉ còn chưa đạt chưa tới 20%. Thì đây là một trong những cái thành quả. Thứ nhất là do những cái nghiên cứu về cái kỹ nghệ phần mềm cũng như là chúng ta áp dụng về cái quy trình quản lý dự án vào trong các dự án công nghệ thông tin. Thì các em thấy đây là một cái bức tranh nè, những năm 60-70 thì với có khoảng là 2% là dự án chạy lúc bàn giao, 3% là có những cái thay đổi nhỏ, 20% là có những cái thay đổi lớn, hay nói cách khác là chúng ta chỉ có khoảng 25% dự án là có sản phẩm và chúng ta có thể thực thi được, 45% là có sản phẩm nhưng mà không sử dụng được, 30 sản phẩm phần trăm dự án thì không tạo ra được cái sản phẩm. Đó. Thì đây là chính là những cái lý do tại sao những cái ngành nghề khác thì cái tỷ lệ thành công nó cao hơn. Còn đối với những dự án liên quan đến công nghệ thông tin thì những năm 60, 70 thế kỷ trước nó rất là te tua, phải không nè? Và với những cái việc mà nghiên cứu về cái quy trình các em học, ví dụ như là lúc ban đầu chúng ta có những cái quy trình, ví dụ như là quy trình gọi là quy trình nhưng mà gọi là code and fit, chúng ta suy nghĩ ra, chúng ta viết rồi chúng ta cho chạy sử dụng, nếu mà có sai thì mình sửa, thì cái quá trình đó là gọi là lập trình và chỉnh chỉnh sửa. Sau đó là chúng ta có những cái quy trình, ví dụ như là có thể gọi là một trong những cái quy trình kinh điển nhất là quy trình về thác nước. Rồi sau đó là chúng ta có mô hình chữ V, mô hình bảng mẫu, vân vân, có rất là nhiều. Thì các em chắc là sẽ được tham khảo
trong cái phần về cái môn học về xây dựng phần mềm. Thì các em thấy về theo thời gian thì cái tỷ lệ thành công ngày nó càng tăng và tỷ lệ thất bại thì nó sẽ giảm ha, giảm dần. Khi mà người ta nghiên cứu tại sao mà những dự án thất bại, dự án liên quan đến công nghệ thông tin thường hay thất bại thì có một số cái lý do như sau. Thứ nhất á, là đội ngũ thực hiện không được huấn luyện thỏa đáng hoặc là thiếu kinh nghiệm của các cái nhà quản lý. Thì ở đây ví dụ như mình trong công nghệ thông tin đó, mình nói là mình phân tích thiết kế rồi lập trình kiểm thử à, cái đó thì mình luôn luôn mình nói, nhưng thiết kế như thế nào là phù hợp, rồi từ thiết kế nó phải liên quan đến yêu cầu, và không phải là mình làm thiết kế thì mình có thể làm việc được tất cả các cái sản phẩm phần mềm, mà tùy theo từng lĩnh vực. Ví dụ như là chúng ta phát triển về thương mại điện tử à, thì chúng ta cũng phải hiểu được thương mại điện tử là cái gì, các cái nghiệp vụ trong thương mại điện tử. Chúng ta muốn làm một cái phần mềm về quản lý quá trình, ví dụ như là trồng nuôi trồng thủy sản hay là gì đó, ví dụ như là nuôi tôm hay là gì đó, thì mình cũng phải biết về cái quy trình nuôi tôm gồm các cái bước như thế nào, hồ sơ cần quản lý làm sao. Thì tất cả những cái phần đó là chúng ta trước hết là chúng ta phải biết về vấn đề về nghiệp vụ, hay là nói cách khác là có cái kinh nghiệm về cái lĩnh vực mà chúng ta thực hiện, rồi sau đó chúng ta mới áp dụng công nghệ thông tin. Và vấn đề đó thì trong cái công nghệ thông tin thì chúng ta còn phải liên quan đến cái việc là mình phải chọn lựa cái công nghệ nào cho nó phù hợp, rồi chúng ta dựa trên cái đó thì mình cần phải tính toán coi mình phải làm trong thời gian bao lâu, mình cần cái đội ngũ kỹ thuật là như thế nào, chẳng hạn cần bao nhiêu người lập trình viên web và PHP hay là lập trình Java, Node.js vân vân, mình cần cái đội ngũ của mình như thế nào. Đó là những cái phần mà mình nói đến cái khả năng về thiết lập quản lý các cái yêu cầu, rồi khả năng về lãnh đạo, rồi bố trí các cái vị trí vân vân, mình rất là đa dạng. Rồi thiếu khả năng nhận dạng chứng minh bằng các cái tài liệu và theo dõi các cái yêu cầu. Thì ở đây trong việc phát triển về các cái dự án công nghệ thông tin, nhất là các cái dự án phần mềm ha, nói riêng, thì cái quan trọng nhất á, là chúng ta phải trả lời được cái câu hỏi chúng ta, cái hệ thống chúng ta là cái gì, các cái tính năng nào nó cần cho cái hệ thống, hay nói cách khác là mình phải hiểu được các cái yêu cầu và mình quản lý được các cái yêu cầu đó. Cái phần tiếp theo là cái kế hoạch ha, và quá trình lập kế hoạch. Thì trong cái phần này mình có một cái chương, mình làm sao mình định nghĩa được cái dự án công nghệ thông tin đó, liên quan nó cần những công việc gì. Thì theo các em trong một cái dự án mà làm phần mềm thì mình phải thực hiện những cái công việc gì các em? Alo, các em có nghe câu hỏi của thầy không ạ? Là khi thực hiện một cái dự án phần mềm thì chúng ta phải làm cái gì? Thầy hỏi lại thầy không nghe Alo, là câu hỏi của thầy á, là khi mà thực hiện một cái dự án phần mềm, ví dụ như mình làm một cái phần mềm quản lý nhân sự tiền lương đi chẳng hạn như vậy, hoặc là mình làm một cái phần mềm mình gọi là trang web thương mại điện tử cho một cái doanh nghiệp chẳng hạn, thì chúng ta phải làm những công việc gì? Bạn thì lên kế hoạch không? Trong cái bản kế hoạch thì mình phải có công việc. Thế ở đây thầy hỏi liệt kê, có bạn thì liệt kê là phải xác định yêu cầu của khách hàng này ha,
rồi thu thập các cái tài liệu biểu mẫu rồi phân tích yêu cầu, đúng không? Đúng rồi. Quy trình làm việc tạo cơ sở dữ liệu, và nói chung là các em đưa ra rất là nhiều ha, là nhiều công việc. Rồi khi mà để lập kế hoạch đó, là để cái sản phẩm, trước hết là mình hiểu cái sản phẩm mình cần cần phải làm ra, và để tạo ra cái sản phẩm đó đó mình phải cần phải thực hiện những công việc gì. Và cái câu trả lời tiếp theo á là cái công việc đó thực hiện trong thời gian bao lâu, rồi cái mức độ hay là cái sự phụ thuộc giữa các cái công việc đó, công việc nào thực hiện trước, công việc thường nào thực hiện sau, vân vân. Có rất là nhiều cái mà chúng ta cần phải trả lời trước khi chúng ta có thể lập được cái kế hoạch. Thì những cái phần đó nó sẽ lần lượt được giải thích trong các cái chủ đề liên quan đến về việc về quản lý về phạm vi, quản lý về thời gian, ha, vân vân. Đúng rồi, các em nêu ha, xác định yêu cầu rồi lập kế hoạch, thiết kế, kiểm thử, vân vân. Ok. Một trong những cái nữa là hồi nãy thầy đề cập á, thì nó liên quan đến là mình định nghĩa được công việc rồi, thì mình phải ước lượng coi công việc có thực hiện trong thời gian bao lâu, cần nguồn lực là như thế nào. Nếu mà mình ước lượng cái phần này á, thì ví dụ như mình ước lượng mà nó ít quá đó, thì khi mà thực hiện nó không đủ thời gian, không đủ kinh phí, thiếu nguồn lực. Còn nếu mà mình ước lượng nhiều quá thì có thể là khi mà mình đi đi đấu thầu, cái giá của mình nó lên cao, thời gian của mình nó kéo dài, như vậy là nó không phù hợp và mình không nhận được cái hợp đồng. Rồi trong cái phần ở đây nó liên quan đến cái vấn đề nữa, các em thường nghe nói đến là văn hóa của công ty, đúng không? Ví dụ mình có người rồi, một trong những cái làm sao để cái mối quan hệ giữa các cái đồng nghiệp tốt, người ta thấy cái môi trường làm việc có thể gắn bó, tạo động lực, chẳng hạn như vậy. Rồi cái điểm nữa là gì? Liên quan đến không phải là dự án nào chúng ta cũng sử dụng một 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 thứ, chẳng hạn mà có thể tùy theo những dự án, có những dự án thì chúng ta phát triển trên nền tảng web, nền tảng mobile, hoặc là kể cả web và mobile, vân vân, rồi sử dụng nhiều công nghệ khác nhau. Rồi nó liên quan đến là gì? Sự truyền đạt thông tin không có đầy đủ, chẳng hạn như vậy, vân vân. Thì đó là một số cái lý do chính dẫn đến thất bại của dự án. Thì qua những cái lý do này thì mình cũng phải trong cái phần học của chúng ta cũng tìm cách là sẽ giải đáp làm sao chúng ta tránh gặp phải những cái vấn đề như trên. Trong một cái nghiên cứu ngược lại đó, thì người ta thấy là các cái dự án thường cái thành công đó thì cái quy mô nó nhỏ, nó vừa phải. Thì ở đây khi mình nói là dự án lớn hay là dự án nhỏ thì nó cũng có tính chất cách tương đối. Ví dụ như là nó nói về tiền, ở đây người ta nói về 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 tiền ha, hoặc là người ta nói về cái quy mô lớn nhỏ nó cũng phải phụ thuộc. Ví dụ như một cái doanh nghiệp mà có vài nhân viên, thì cái dự án mà cần phải vài chục nhân viên á, thì nó lại là lớn đối với doanh nghiệp đó, chẳng hạn như vậy. Nó phụ thuộc cái mức độ lớn nhỏ, nó còn phụ thuộc vào cái kích thước hoặc là cái năng lực của doanh nghiệp này. Tuy nhiên á,
Thì qua các cái dự án mà cái nguyên nhân mà dẫn đến thành công đi thì nó có một số cái nguyên nhân, ví dụ như là có sự quan tâm của hoặc là hỗ trợ của ban lãnh đạo ha, cái Customer Management đó. Rồi nó có các cái người sử dụng, nó có liên quan đến cái sự tham gia của người sử dụng. Cái phần tiếp theo là cái quá trình cải tiến về optimization. Mình ví dụ mình làm tốt thì mình luôn luôn mình suy nghĩ làm sao mình cải tiến cái quá trình tạo ra cái sản phẩm của mình nó tốt hơn nữa. Rồi có cái nguồn nhân lực có kỹ năng. Ví dụ như lúc nãy mình có nói đến nè, không được huấn luyện thỏa đáng nè. Thì ở đây khi mà chúng ta thực hiện dự án thì chúng ta phải xem coi cái dự án chúng ta cần những cái nguồn lực như thế nào, những cái con người với những cái kỹ năng như thế nào, thì chúng ta sẽ lập kế hoạch, chúng ta tuyển dụng hoặc là chúng ta huấn luyện để làm sao mà khi đưa vào dự án thì những cái thành viên đó phải đảm bảo được những cái kỹ năng cần thiết. Rồi kỹ năng về cái chuyên chuyên gia ha, hồi nãy mình nói về mình thiếu về cái chuyên gia về quản lý dự án, thì ở đây mình vấn đề về quản lý dự án. Rồi cái tiến trình nó phụ thuộc vào cái tiến trình phát triển phần mềm, ví dụ tiến trình phát triển nhanh chẳng hạn như vậy. Rồi chúng ta phải có cái mục tiêu kinh doanh rõ ràng, về vấn đề về cảm xúc, vấn đề về thực hiện, rồi các cái công cụ cũng như là cái cơ sở hạ tầng. Thì ở đây các em thấy thường thường vấn đề về công cụ cơ sở hạ tầng thì nó có thể tốn cái nhiều chi phí nhưng mà cái tác động của nó đến sự thành công không cao, mà chủ yếu là chúng ta liên quan đến vấn đề về con người. Rồi. Phần tiếp theo là cái thuận lợi trong quản lý dự án. Khi mà mình quản lý dự án tốt, mình có cái kênh thông tin tốt với các cái bên liên quan. Chẳng hạn tất cả những cái tiến tiến độ thực hiện vân vân, trạng thái của từng công việc đều được báo cáo đến các cái bên liên quan, thì giống như là mình gọi là cái dự án mình trong vòng kiểm soát. Nếu mà chúng ta có quản lý dự án tốt thì tạo sự tin tưởng của khách hàng, người đầu tư, rồi giảm thiểu các rủi ro. Rồi quản lý thì giúp cho chúng ta những cái công cụ lưu vết, ví dụ như là chúng ta từ cái yêu cầu này nó sẽ được phân tích thiết kế như thế nào, được lập trình như thế nào, chẳng hạn như vậy. Rồi quản lý dự án cung cấp các cái tài liệu kinh nghiệm ha, trong cái phần mà các em học về bên công nghệ phần mềm á, một trong những cái yếu tố rất là quan trọng là chúng ta phải xây dựng các cái tài liệu tương ứng với các cái quá trình mà mình thực hiện. Ví dụ như là tài liệu phân tích thiết kế nè, rồi tài liệu lập trình nè, tài liệu kiểm thử nè, rồi tài liệu triển khai, rồi tài liệu hướng dẫn đào tạo người sử dụng vân vân, có rất là nhiều tài liệu liên quan. Đó là một số cái lược khảo cho chúng ta thấy là tại sao chúng ta phải học về quản lý dự án ha. Và cái thứ hai là quản lý dự án tốt thì mang lại chúng ta những cái lợi ích gì. Sau đây là chúng ta đi vào cái phần nội dung thứ hai. Chúng ta nói về dự án. Dự án là cái gì? Thì ở đây dự án là công việc liên quan để tạo ra cái sản phẩm hay một cái dịch vụ duy nhất trong một cái khoảng thời gian. Như vậy thì cái dự án ở đây là nó phải là cái sản phẩm, mình phải định nghĩa cái sản phẩm dự án là cái gì, đúng không nè? Rồi cái thứ hai, cái dự án này thì phải thực hiện trong khoảng thời gian có thời điểm bắt đầu, thời điểm kết thúc. Một cái định nghĩa thứ hai cũng khá là quen thuộc, đang được sử dụng trong cái quyển A Guide to Project Management Body of Knowledge đó. Thì người ta nói rằng là dự án là một cái nỗ lực tạm thời. Em tạm thời ở đây là nó cũng liên quan đến là thời gian, vấn đề về thời gian. Để tạo ra một cái sản phẩm hay là dịch vụ duy nhất. Em, hai cái dự án này tuy cách trình bày khác nhau nhưng mà về mặt ý nghĩa là nó là như nhau. Dự án là phải tạo ra sản phẩm và phải được thực hiện trong một khoảng thời gian.
Rồi chúng ta nói về để quản lý dự án thì cái người quản lý đó cần phải trang bị những kiến thức gì? Thì đây là một cái khung kiến thức cho người quản lý dự án. À, thứ nhất là chúng ta nói về quản lý phạm vi của dự án. Thứ hai là quản lý về thời gian, quản lý về chi phí, cost là chi phí, cái chữ time là thiếu chữ T đây. Tiếp theo là quản lý về chất lượng, quản lý cái HR là human resource, quản lý về nguồn lực con người, communication là quản lý về truyền thông, risk là quản lý về rủi ro, procurement là quản lý về mua sắm. Chúng ta kết hợp những cái kiến thức này lại với nhau, chúng ta gọi là quản lý tích hợp hay project management duration. Ngoài ra đó thì để có thể quản lý tốt dự án thì chúng ta cần phải quan tâm đến một cái nữa là mình phải hiểu coi các cái bên liên quan, cái stakeholder là các cái bên liên quan. Ví dụ như trong dự án phần mềm thì theo các em các cái bên liên quan đến dự án, một cái dự án phần mềm ví dụ như các em là một công ty ABC, các em sẽ viết một cái trang web thương mại điện tử cho một cái công ty XYZ gì đó, thì các cái bên liên quan sẽ là ai? Khách hàng ở đây là ai? Cụ thể. Rồi công ty XYZ. Rồi còn 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 nhân vật nào khác nữa không? Hoặc là nhóm người nào khác nữa không? Phê duyệt pháp lý. Các em có thể giải thích chữ phê duyệt pháp lý không? Sở Công Thương cũng có thể, rồi đăng ký kinh doanh, vân vân hả, có rất là nhiều, nhưng các em nêu ra có thể là ví dụ như công ty chúng ta XYZ này cần phải đăng ký kinh doanh, rồi vấn đề liên quan đến pháp lý rồi vân vân, có rất là nhiều ha. Cái đó là liên quan đến cái của công ty XYZ. Nhưng mà ví dụ như mình nói về một công ty phần mềm ABC làm cho một cái trang web thương mại điện tử chơi XYZ thì mình thấy đương nhiên ở đây là ABC về XYZ đang là có liên quan đến cái dự án rồi. Nhưng mà ví dụ như cái trang web thương mại điện tử này á, là khách hàng của công ty XYZ, trang thương mại điện tử mà nó liên quan đến, như vậy thì cái đối tượng khách hàng đó là cái trang web, cái đối tượng sử dụng này là ai cũng là liên quan, đúng không? Thì khi mà mình phân tích ở đây thì ví dụ như nó sẽ là những cái thành phần như ban lãnh đạo của công ty ABC nè, ban lãnh đạo của công ty XYZ nè, rồi những cái nhân viên của công ty XYZ sẽ sử dụng phần mềm nè, rồi khách hàng của công ty XYZ sẽ sử dụng cái phần mềm đó nè, ha, rồi cái phần mềm đó nó liên quan đến vấn đề về pháp lý như thế nào, vân vân, rồi về thuế như thế nào ở cơ quan thuế rồi đó, và có thể là kết nối rồi liên quan, rồi báo cáo về vấn đề về tài chính, thuế vân vân, có rất là nhiều à. Thì lúc đó các em phải liệt kê ra các cái bên liên quan. Thì ngày nay á,
Có một số cái tài liệu người ta đưa cái stakeholder này nó thành là thay vì là một cái kỹ năng đó, thì nó sẽ thành một cái kiến thức, nó gọi là stakeholder management. À, ngoài cái chính cái phần kỹ năng quản lý này thì ngày nay người ta còn đưa thêm cái nữa là kỹ năng quản lý về các cái bên liên quan. Ngoài ra thì trong quản lý chúng ta cũng phải biết sử dụng các cái công cụ rồi kỹ thuật để mà chúng ta áp dụng vào quá trình, ví dụ như là chúng ta sử dụng cái làm sao để mà mình xác định được công việc cần thực hiện để tạo ra cái sản phẩm, thì chúng ta có một cái kỹ thuật nó gọi là WBS công cụ, hay là công cụ nó gọi là Work Breakdown Structure. Chúng ta sẽ cái kỹ thuật chúng ta chia nhỏ công việc ra, một công việc lớn phức tạp thành nhiều những công việc nhỏ, cho đến khi nào mà chúng ta có thể thực hiện được, phân giao, tức là lập kế hoạch thực hiện các công việc đó. Như vậy thì quản lý dự án là áp dụng những cái kiến thức, những kỹ năng mà thầy vừa nêu ha, công cụ kỹ thuật để làm sao đáp ứng được những nhu cầu và đưa dự án đến thành công. Quản lý thì được thực hiện thông qua tiến trình lĩnh vực cái quá trình. Ngoài ra thì một trong những cái rất là quan trọng đó là chúng ta đưa ra các cái tiêu chuẩn. Ví dụ như khi các em học về bên nhập môn công nghệ phần mềm ha, hoặc là các em nói về làm phần mềm như thế nào á, thì làm sao để mà mình viết một cái đặc tả về yêu cầu, làm sao mình viết một cái tài liệu phân tích thiết kế chẳng hạn. Như vậy thì nó có những cái tiêu chuẩn đưa ra, ví dụ như có những cái tài liệu theo tiêu chuẩn của IBAE người ta đưa ra, đang trong đó phải bao gồm những cái thành phần như thế nào chẳng hạn như vậy. Rồi các cái quy định đặc điểm của dự án, phần thứ ba. Dự án là gì? Dự án là bao gồm hồi nãy chúng ta là các cái hoạt động thực hiện trong cái thời gian tạm thời để tạo ra một cái sản phẩm. Đó. Như vậy thì các hoạt động trong dự án là phải nhằm được cái đến hướng đến cái mục tiêu rất là rõ ràng, là nó sẽ liên quan hay là nó đóng góp vào quá trình tạo ra sản phẩm. Trong quản lý dự án thì kế hoạch phải được lập, các cái mục tiêu cụ thể phải phù hợp với nhau, hay là cái sản phẩm theo danh nghĩa phải được tạo ra. Thời gian thực hiện dự án thì mình phải được ước tính. Thì một cái câu hỏi là ước tính thời gian thực hiện như thế nào thì nó sẽ nằm trong cái phần về kỹ năng về quản lý về thời gian. Các cái ràng buộc về kinh phí cũng như là thời gian thì chúng ta sẽ nói về phân tích về tài chính. Một cái dự án thì phải được thực hiện bởi một cái tổ chức, hoặc là nếu những dự án lớn thì chúng ta có thể chia ra nhỏ thành những cái dự án con, rồi mỗi dự án con thì chúng ta sẽ thực hiện đấu thầu hay là chỉ định một cái tổ chức nào đó thực hiện. Các cái cá nhân liên quan thì có những cái nhu cầu khác nhau, rồi những mối quan tâm, những cái lợi ích khác nhau. Công việc bao gồm nhiều chuyên môn, rồi công việc được chia ra nhiều giai đoạn. Tài nguyên được dùng trong dự án thì giới hạn, thay đổi theo thời gian. Dự án thường có quy mô lớn và phức tạp. Thì đó là một số cái đặc điểm. Nói về dự án thì nó có người ta gọi là ba cái ràng buộc chính trong quản lý dự án. Thứ nhất á, là chúng ta nói về cái phạm vi. Cái phạm vi ở đây ví dụ như là cái sản phẩm dự án là cái gì, các cái công việc liên quan để tạo ra cái sản phẩm đó. Cái thứ hai là vấn đề về thời gian, để tạo ra sản phẩm thì chúng ta phải làm trong khoảng thời gian là bao lâu, và cái thứ ba là chi phí để tạo ra cái sản phẩm thì chúng ta phải tốn tiêu tốn bao nhiêu kinh bao nhiêu tiền chẳng hạn như vậy. Thì để hướng đến cái dự án mà thành công á, thì mình phải là gì? Scope ở đây là liên quan đến sản phẩm trên danh nghĩa phải được tạo ra, thực hiện đúng thời gian và chi phí.
Chẳng hạn như vậy thì chúng ta gọi là cân bằng giữa các cái ba cái yếu tố này. Một số hai cái hen thì các em sẽ đọc tính vô hình, tính phức tạp, rồi sự tuân thủ, tính linh hoạt, vân vân, thì các em đọc. Các cái vấn đề này thì lúc nãy có 10 cái lý do mà dẫn đến thất bại thì thầy đã nói qua ha. Một số vấn đề trong dự án phần mềm. Thứ nhất là xác định công việc nè, rồi hiểu biết về công nghệ thông tin nè, hiểu biết về lĩnh vực ứng dụng mà nãy thầy nói đó. Không chỉ biết là mình, không phải là mình biết thiết kế, mình biết lập trình không, mà nghiệp vụ ở đây ví dụ mình biết chương trình kế toán thì chúng ta phải có cái người am tường về cái nghiệp vụ kế toán. Mình viết một cái chương trình thương mại điện tử thì mình phải có một cái người am tường về cái nghiệp vụ thương mại điện tử. Thì ở đây mà tiếng Anh người ta gọi là domain expert, các cái chuyên gia trong cái lĩnh vực mà cái phần mềm mình áp dụng. Rồi các cái tài liệu, vấn đề về cập nhật tài liệu, các cái công cụ, rồi các cái giao tiếp, vân vân. Ngoài ra thì còn có là mình cần phải hiểu biết về chuyên môn nè, rồi thay đổi yêu cầu thì mình xử lý như thế nào nè, rồi môi trường phần mềm cũng phải thay đổi, vấn đề về thời gian, ví dụ như mình thiết kế thì một cái phần mềm ở ở bên bên ngành kỹ thuật phần mềm người ta gọi là design for change, có nghĩa là mình thiết kế cho sự thay đổi, ví dụ cái phần mềm đó ra sau này mình có thể thêm bớt các cái module nó có dễ dàng hay là không, chẳng hạn như vậy. Sức ép về mặt thời gian, về chất lượng, rồi quản lý thiếu sâu sát, thiếu huấn luyện vân vân ha. Đó là một số cái sơ lược về cái dự án và quản lý dự án, cũng như là một số vấn đề mà chúng ta có thể gặp phải trong quá trình quản lý dự án. Phần tiếp theo là chúng ta nói về các giai đoạn trong quản lý dự án phần mềm. Thì ở đây chúng ta sẽ đi theo mô hình thác nước ha. Chúng ta lấy mô hình thác nước lập trường. Cái phần này thì được giảng dạy dựa trên cái mô hình thác nước. Mô hình thác nước ở đây là trước hết là chúng ta nói về phân tích yêu cầu. Ở đây nó bao gồm là thu thập và phân tích yêu cầu. Rồi cái phần tiếp theo là phần về thiết kế, xác định cái chi tiết về đặc tả, về kỹ thuật, về thiết kế. Rồi sau đó là mình lập trình, rồi kiểm thử. Rồi sau khi đó là kiểm thử thì mình sẽ cài đặt, hay là mình gọi là về giai đoạn là mình triển khai. Rồi khi mà mình đưa vào sử dụng thì mình phải hỗ trợ vấn đề về và kỹ thuật và bảo trì, chỉnh sửa những cái tính năng hoạt động chưa tốt, hoặc là chúng ta cập nhật thêm mới những cái tính năng theo nhu cầu trong thực tế trong quá trình sử dụng, hoặc là chúng ta loại bỏ những cái phần mà nó không phù hợp vân vân, thì nó liên quan đến vấn đề về bảo trì. Thì đây là một cái các cái công đoạn hay là các cái giai đoạn trong dự án phần mềm. Trước hết là mình phân tích yêu cầu, rồi thiết kế, cài đặt, kiểm thử, triển khai, bảo trì. Giai đoạn phân tích yêu cầu là gì, làm sao là mình phải làm đi thu thập yêu cầu từ phía khách hàng, rồi các cái mô hình hóa về các cái yêu cầu đó. Các em có có học về UML chưa? Học rồi chị ơi. Các em có biết UK diagram không? Biết vẽ UK diagram không? Rồi viết các cái đặc tả về UK, các trường hợp sử dụng á.
sơ đồ các trường hợp sử dụng. Các em biết không? Mấy cái đó thì học về công nghệ thông tin, về học về làm phần mềm là mình phải phải nắm nha, quên là phải coi lại viết UK như thế nào. Thì cái đó là nó liên quan đến phân tích yêu cầu, rồi khi mà mình thu thập yêu cầu thì mình phải viết một cái báo cáo về thu thập yêu cầu như thế nào nữa, vân vân. Thì cái phần này nếu mà mình làm quản lý dự án thì chúng ta phải phải biết, phải nắm được các cái công việc này, hoặc là có các cái mình gọi là các cái trợ lý hay là cán bộ hỗ trợ ha, mình biết quản lý dự án. Nhưng mà về lĩnh vực phần mềm thì chúng ta cần phải trong từng giai đoạn cái kết quả, ví dụ như cái phân tích yêu cầu này nè, chúng ta khi làm cái này xong á thì cái kết quả chúng ta cần phải đạt được là cái gì, các em biết không nè? Ví dụ trong phân tích yêu cầu này. Thì cái để thầy nói cho các em nắm á, các em làm quản lý dự án ha, thì cái việc đầu tiên mà khi các em làm phần mềm á là các em phải cho người đi thu thập yêu cầu, sau đó mình viết một cái báo cáo, mình tổng kết lại các cái yêu cầu đó, gửi cho khách hàng xác nhận các cái yêu cầu, rồi dựa trên các cái yêu cầu mà khách hàng xác nhận đó, mình mới đưa ra cái mô hình. Ví dụ như là mô hình các cái trường hợp sử dụng, rồi từng trường hợp sử dụng mình mô tả đó, cái tài liệu đó mình gọi là tài liệu đặc tả yêu cầu. Khi có cái tài liệu đặc tả yêu cầu đó rồi, mình phải đưa cho cái người đại diện phía khách hàng á, ví dụ như lúc nãy là công ty XYZ, người ta duyệt, người ta accept cái đó rồi, thì mình dựa trên cái đó mình mới thực hiện các cái bước tiếp theo là thiết kế, làm sao mình thiết kế một cái hệ thống dựa trên các yêu cầu đó. Nên thì cái bước một này là mình gọi là tài liệu đặc tả phải được khách hàng chấp nhận. Cũng như thiết kế thì mình phải có cái kết quả là tài liệu thiết kế được các cái người có thẩm quyền chấp nhận. Ví dụ như thiết kế này để mình phải trình bày sao khách hàng đó là gì, nó phù hợp, cái sản phẩm nó phù hợp với yêu cầu. Bên chúng ta ví dụ như là kiến trúc sư trưởng phải chấp nhận duyệt và cái bản thiết kế đó, rồi dựa trên cái bản thiết kế đó chúng ta đi code, đi cài đặt, để chúng ta lập trình. Thì ở đây mình gọi là lập trình dựa trên cái thiết kế. Thông thường thì các em không học thì các em suy nghĩ, em làm á, các em đi học các em mới suy nghĩ ra là mình để làm ra cái phần mềm mình suy nghĩ tới đâu mình code đến đó. Xong cái viết báo cáo là gì, các em ngồi lại mình mô tả lại những cái gì mà mình có. Không phải, còn ở đây là giống như mình đi xây dựng ngôi nhà. Trước hết là mình hỏi coi cái người chủ nhà đã muốn ngôi nhà như thế nào. Không? Diện tích xây dựng, diện tích bao nhiêu, có bao nhiêu tầng, bao nhiêu phòng, chức năng, vân vân, rồi trang trí nội thất rồi như thế nào. Mình mới đi thiết kế ra, thiết kế rồi cho khách hàng, cho người chủ nhà đó họ 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 xem, họ góp ý, rồi họ chỉnh sửa, rồi khi đến khi nào họ chấp nhận cái bản thiết kế đó thì mình mới đi xây nha, đi xây nhà. Rồi sau khi mà mình viết cái phần mềm xong, mình viết các cái mô đun chứ không có đợi viết, thì chúng ta phải có cái kiểm thử, mình kiểm tra lại coi cái sản phẩm mình làm ra nó có đúng với cái bản thiết kế hay là không, rồi nó hoạt động theo đúng như cái nhu cầu hay là không. Rồi kế đến là sau khi mà mình kiểm thử rồi cái sản phẩm nó ok rồi, mình đi triển khai đó, và cuối cùng tiến hành bảo trì. Rồi cái quan trọng khi mà mình biết các cái giai đoạn như vậy đó, thì cái công sức cho từng giai đoạn như thế nào, thì ở đây giúp cho mình để phân bổ về cái ngân sách. Ngân sách
Ví dụ như các em nhìn ở đây á, thì thực sự ra mình nhìn một cái phần, khi mà mình nói về một cái công ty mà mình làm phần mềm, không phải là mình đi gặp khách hàng, ký kết hợp đồng, tạo ra cái phần mềm là hết chuyện. Không phải như vậy. Mà cái phần mềm đó nó gọi là cái vòng đời, cái life cycle của cái phần mềm đó theo thời gian nó phải thay đổi, nó phải được cập nhật. À, thì trong cái giai đoạn về bảo trì ấy, thì mình làm ra cái phần mềm rồi, cái công sức mình bỏ ra mình duy trì để cái phần mềm đó nó còn hoạt động được, nó còn sống. Nó một cách đơn giản là nó còn sống, còn được sử dụng. À, thì đó là giai đoạn bảo trì. Thì có thể mình xem ở đây là 50-50 cũng được. À, hay nói cách khác là mình nhìn cái bảo trì này cũng là một cái giống như là cái thị trường á, mình duy trì, mình bán, mình đầu tư vô một cái sản phẩm rồi làm sao mình tiếp tục mình bỏ công sức để mà mình duy trì cái sản phẩm đó. Nên, thì cái này giống như là mình, các em thấy là mình, có những cái khi mà mình nói là mình ký được cái hợp đồng, mình thực hiện, mình bàn giao cái là, và hết thời gian bảo hành bảo trì 1 năm, cái là mình hết trách nhiệm. Thế thì đến đó thì cái công sức của tụi các em bỏ ra nó mới chỉ đạt một phần thôi, các em tiếp tục duy trì cái sản phẩm đó, tiếp tục ký những cái hợp đồng bảo trì nâng cấp được nữa, thì đó là một cái cũng môi trường rất là tốt để mà chúng ta cho một cái công ty phần mềm. Thì các em có thể nhìn lên cái phân bổ ở đây nó mang cái ý nghĩa là gì. Ví dụ như để xác định yêu cầu thì công sức nó khoảng 10%, rồi viết các cái đặc tả 10%, thiết kế 15%, rồi cài đặt là chiếm 20%, kiểm thử ở đây không phải là mình phát hiện, mà bao gồm là mình kiểm thử và mình sửa khắc phục để tạo ra được cái sản phẩm nó tốt. Thì đây là cái giai đoạn phát triển. Nếu mà các em có nguồn kinh phí, nguồn lực, thì các em sẽ chia theo cái tỷ lệ này. Các em có thể ước lượng cái nguồn lực của mình theo cái tỷ lệ như thế này. Thì ở đây nó đơn giản, nó dễ hiểu thôi. Mình ví dụ như mình có 100 đồng thì mình bỏ 10 đồng cho xác định yêu cầu đặc tả, 10 đồng, 15 đồng cho thiết kế, 20 đồng cho cài đặt, 45 đồng cho kiểm thử và hoàn thiện sản phẩm. Rồi khi mà đến cái giai đoạn bảo trì, mình thấy cái miếng bánh, phần còn lại nè, thì bảo trì, tại sao cái phần còn lại này nó quan trọng đối với chúng ta? Nếu mà mình là một cái chủ doanh nghiệp, hoặc là mình một cái người quản lý dự án cho một cái dòng sản phẩm, thì chúng ta thấy rằng á, khi mà bảo trì á, cái công việc chính của mình đang suy nghĩ là gì? Công việc bảo trì của các em. Bảo trì một sản phẩm nói chung và bảo trì một cái sản phẩm phần mềm nói riêng là các em làm cái gì? Xử lý lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng, duy trì cho sản phẩm đó hoạt động tốt, theo dõi sự cố, khắc phục sự cố xảy ra, nâng cấp sản phẩm, quá trình sử dụng và cải tiến. À, các em nêu ra vậy là cũng khá là đầy đủ rồi. Thì thầy giải thích thêm. À, thống kê á, người ta nói là hiệu chỉnh ở đây là gì? À, các em nói ra là ví dụ như là mình xem coi cái sản phẩm mình làm ra đó có hoạt động đúng theo cái yêu cầu không, có những cái phần nào sai ấy, thì mình sửa. Thế thì cái này là mình sửa sửa sai.
còn 50% là hoàn thiện. Ở đây là mình ví dụ mình nó hoạt động tốt rồi, hoạt động đúng theo yêu cầu rồi, nhưng mình nói là hoạt động nó nhanh hơn, dễ sử dụng hơn, thuận lợi hơn, rồi gì đó vân vân, thân thiện hơn, có rất là nhiều. Có nghĩa là mình ở đây là mình cải thiện, hoàn thiện đó, gọi là improvement ha. Rồi thì cái hoàn thiện này nó mình nâng cấp cái sản phẩm mới, rồi sản phẩm mới nó có những cái tính năng về thích ứng. Thích ứng ở đây ví dụ như có những cái nhu cầu về thay đổi, thì chúng ta có thể nâng cấp nè. Thích ứng và phòng ngừa ở đây là mang tính chất là nâng cấp, hoặc là mình dự dự đoán trước, chẳng hạn như vậy. Mình có thể thêm những cái tính năng nâng cấp. Thì các em thấy là cái thật sự ra cái công sức mà để mà chỉnh sửa là khoảng 21% thôi, còn lại khoảng coi như là chồm chèm là 80%. Là 80% này là có thể là mình tìm kiếm được những cái hợp đồng mới với khách hàng hiện hữu nha các em. Có nghĩa là đây là mình mang tính chất là nâng cấp này. Các em thấy là ở đây cũng là một cái cơ hội kinh doanh rất là lớn ha. Hay nói cách khác là gì, chúng ta luôn luôn suy nghĩ đến tìm cách là giữ chân khách hàng bằng cách là gì, mình hoàn thiện ngày cái sản phẩm mình mà ngày càng hoàn thiện, và thêm những cái tính năng mới phù hợp với cái điều kiện thay đổi. Rồi thầy dừng lại một chút xíu, không biết là qua một cái số cái phần như vậy, nhất là cái phần về tại sao nè, chúng ta phải học quản lý dự án nè. Cái thứ hai là quản lý dự án thì mang lại lợi ích gì, và cái phân chia cái công sức trong quá trình phát triển phần mềm là như thế nào ha. Thì ba đó là ba cái ý chính trong các cái phần mà chúng ta vừa nói qua. Rồi chúng ta sẽ, nếu không có câu hỏi nào tiếp thì mình đi tiếp theo ha. Quản lý dự án là áp dụng kiến thức, kỹ năng, công cụ, kỹ thuật vào hoạt động dự án theo một cái trình tự thích hợp nhằm mà đáp ứng cái nhu cầu của dự án. Đó là cái định nghĩa được lấy ra từ cái quyển Project Management Body Analysis. Hoạt động thứ nhất là mình phải lập kế hoạch, rồi tổ chức, bố trí nhân viên, rồi điều khiển, giám sát, điều chỉnh lại, đổi mới, rồi trình bày. Như vậy thì ví dụ như mình lập kế hoạch thì mình phải xác định được cái công việc nè, rồi xác định thời gian thực hiện nè. Khi thời điểm nào chúng ta thực hiện công việc gì và vân vân. Rồi mình sau khi mà cái phần kế hoạch đó nó bao gồm cái tổ chức thứ tự thực hiện các cái công việc luôn. Rồi bố trí nhân viên ở đây là mình bố trí ai mình gọi là giao việc ha. Thì khi mà mình tất cả những cái phần mà nói về kế hoạch đó là bao gồm là lập kế hoạch rồi tổ chức và bố trí nhân sự, thì mình gọi đó quá trình lập kế hoạch, cũng có thể gọi là quá trình lập kế hoạch. Sau khi lập kế hoạch thì mình tổ chức thực hiện, tổ chức thực hiện thì chúng ta phải giám sát rồi, kế hoạch đó có được thực hiện đúng hay là không. Thì mình nếu mà mình ví dụ như mình có chậm thì làm sao mình đẩy nhanh tiến độ hơn.
chẳng hạn như rồi có các cái vấn đề nảy sinh ở trong đó thì mình phải điều chỉnh như thế nào, vân vân. Để làm được những cái phần đó thì chúng ta phải có những cái kiến thức về quản lý dự án, thì lúc nãy thầy đã trình bày rồi. Cái phần trong cái kiến thức về quản lý dự án á, thì chúng ta nói về các thành phần tham gia. Nếu mà nói về một cái công công ty mà mình gia công phần mềm, ví dụ như đây đội ngũ developer giờ customer hen, mình ký kết một cái hợp đồng làm phần mềm với một cái công ty, giữa công ty A và công ty B, thì ở đây mình gọi là customer là khách hàng, cái người cô đưa ra các cái yêu cầu rồi cung cấp tiền bạc rồi ký kết hợp đồng, rồi liên quan đến là khi mà cái sản phẩm làm ra thì ai sử dụng, thì mình liên quan đến người sử dụng. Người sử dụng thì là những cái người sẽ cung cấp các cái yêu cầu cho cái hệ thống của chúng ta, và cái phần chính để thực hiện để tạo ra sản phẩm phần mềm là đội ngũ phát triển phần mềm. Mình đi chi tiết hơn á, thì đối với chúng ta là ví dụ như là ban quản lý dự án hay là người quản lý dự án, thì chúng ta sẽ liên quan đến là thành viên của chúng ta, thành viên thực hiện dự án là ai, khách hàng của cái dự án này. Ngoài ra đó thì đối với những dự án nó có thể liên quan đến là gì, ban quản lý, ví dụ của công ty ha. Rồi chúng ta có các cái nhà tài trợ hay là không, cung cấp cái nguồn lực thì chúng ta không, các cái sponsor. Ví dụ như chúng ta thành viên đây là đội ngũ phát triển phần mềm, nhưng mà tuy nhiên là chúng ta có thể liên quan đến, ví dụ trong công ty thì liên quan đến bộ phận marketing, rồi bộ phận quản lý nguồn lực, và bộ phận quản lý về tài chính vân vân, thì các cái bộ phận liên quan. Chúng ta nếu mà chúng ta cái dự án này mà lớn á, chúng ta có thể là có outsource hoặc là hợp tác với những cái công ty khác để cùng làm, các cái công ty cùng hợp tác. Hoặc là ví dụ như trong dự án mình có mua sắm phần cứng, chẳng hạn mua sắm phần mềm các của các công ty, thì các cái công ty ở này cô có thể cung cấp hợp tác cùng thực hiện với chúng ta. Thì chúng ta phải, và vấn đề là chúng ta phải xác định được các cái bên liên quan, thì các thành phần tham gia, thì các bước để phân tích các thành phần tham gia là trước hết là chúng ta nhận dạng các cái thành phần tham gia ha. Rồi xác định những cái yêu cầu của họ là gì, cái mối quan tâm tại sao họ liên quan đến phần này, thì họ có cái mong đợi, họ có cái yêu cầu gì đối với cái dự án của mình. Rồi sau khi mà mình xác định rồi thì mình xác định các cái mức độ về ảnh hưởng, tác động của mỗi cái đối tượng như vậy trong cái dự án của mình. Nếu mà chúng ta nói về đội ngũ phát triển phần mềm thì ứng với từng giai đoạn thì chúng ta có cũng có các cái vai trò khác nhau. Ví dụ như là phân tích viên, rồi thiết kế viên, lập trình viên, kiểm thử viên, vân vân, thì các em sẽ đọc ha, trong các cái phần này. Làm sao để mà mình đưa một cái dự án đến thành công, thì như thế nào là dự án thành công? Trước hết là dự án thành công là dự án mà chúng ta đã tạo ra được cái kết quả theo mong đợi trong khoảng thời gian và ngân sách cho phép. Thì trong để làm được việc đó đó thì chúng ta phải phát hiện và giải quyết cái vấn đề. Mình phải luôn luôn mình xem xét dự án, mình gọi là lập kế hoạch, theo dõi, rồi điều khiển ha, rồi thực hiện các cái thay đổi, giải quyết các vấn đề xảy ra. Thì để làm tốt thì chúng ta phải vấn đề về thương lượng cũng rất là quan trọng. Thì trước hết là những cái phần lúc nãy thầy đã nói lúc ban đầu á, để mà mình có một cái dự án và mình khoảng thời gian và ngân sách cũng như là các cái nguồn lực liên quan, thì mình phải có một cái
cái ước lượng, rồi đánh giá rủi ro. Ước lượng ở đây là ước lượng về mặt chi phí, ước mà lượng về mặt thời gian, rồi mình dự đoán hay là các cái rủi ro, các cái khả năng sẽ có thể xảy ra, rồi cách giải quyết nó như thế nào, ai có trách nhiệm giải quyết các cái rủi ro đó nếu nó xảy ra, vân vân. Đây là một số cái vai trò của người quản trị, người có trách nhiệm về mặt pháp lý nè, người làm điểm giao tiếp giữa đội ngũ thực hiện với các cái bên liên quan ha, rồi người phải có trách nhiệm sắp xếp các cái yêu cầu khác nhau, giải quyết, phải giải quyết các vấn đề liên quan trong dự án, người phải là thực hiện lập kế hoạch dự án, theo dõi thực hiện, quản lý thay đổi, đánh giá mức độ hoàn thành, vân vân. Có rất là nhiều cái trọng trách mà người quản lý dự án phải thực hiện. Rồi, ở đây một số cái kỹ năng, ví dụ như là phải kỹ năng về quản lý về tài chính, kỹ năng kế toán, bán hàng, tiếp thị, sản xuất, vân vân. Có rất là nhiều kỹ năng mà chúng ta cũng cần phải nắm. Một trong những cái kỹ năng rất quan trọng đó là về quản lý các cái mối quan hệ trong công việc, rồi làm sao để tạo cái động lực cho nhân viên, các cái kỹ năng khác về con người. Thì các cái kiến thức thì lúc nãy thầy có nói về chín cái lĩnh vực kiến thức ha. Thứ nhất là quản lý về phạm vi. Thì trong quản lý về phạm vi á, thì mình sẽ được hướng dẫn các công cụ và các cái kỹ thuật quản lý phạm vi của dự án. Cái thứ hai là quản lý về thời gian, thì mình cũng các công cụ và kỹ thuật để mình quản lý thời gian, chi phí cũng vậy. Thì trong cái môn học này thì mình sẽ tập trung trên ba cái kỹ năng này thôi. Một số kỹ năng khác, ví dụ như là quản lý về chất lượng, thì nếu mà các em có thể theo dõi thì nó bên bên về kỹ thuật phần mềm á, ngành kỹ thuật phần mềm nó có một cái phần về đảm bảo chất lượng phần mềm ha, có một cái phần học riêng, ba học phần. Rồi, trong quản lý nguồn lọc lực và truyền thông thì nó không nằm phạm vi, tuy nhiên sẽ có một cái bài nói về cái quản lý nguồn nhân lực. Quản lý rủi ro, quản lý mua sắm, quản lý về tích hợp. Thì quản lý rủi ro và mua sắm thì coi như là các em sẽ đọc thêm trong tài liệu. Quản lý về tích hợp thì có một cái bài cũng giới thiệu về cái quản lý tích hợp là như thế nào. Một số công cụ, ví dụ như là mình sẽ được học cái công cụ quản lý về phạm vi là Word Breakdown, Structure. Rồi quản lý về thời gian thì chúng ta xây dựng các cái biểu đồ Gantt, biểu đồ chart, vân vân. Quản lý chi phí thì chúng ta sẽ học một số cái công cụ quản lý chi phí. Thì ở đây là một cái ví dụ về cái WBS. Thì trong quản lý về phạm vi thì sẽ nói rõ hơn. Tuy nhiên á, để xác định được cái công việc, chúng ta có thể theo cái hướng dạng là tiếp cận theo quá trình hoặc là tiếp cận theo sản phẩm. Ví dụ như ở đây á, chúng ta có thể là tiếp cận theo cái quá trình. Ví dụ như mình xây dựng một website thì mình phải định nghĩa về cái concept ở đây là các cái yêu cầu lúc ban đầu ở mức quan niệm. Rồi dựa trên cái định nghĩa mức quan điểm mình đi thiết kế cái trang web như thế nào. Rồi mình đi lập trình, hand development. Có nghĩa là mình đi xây dựng các trang web. Mình đi roll out, có nghĩa là mình chuyển giao ha. Hay là mình đi triển khai. Sau đó là mình support. Còn mình đây là mình hỗ trợ bảo trì. Chẳng hạn thì đây là cái chia nhỏ cái công việc. Đầu tiên là mình sẽ chia, mình bẻ ra thành các cái quá trình. Rồi trong từng cái quá trình đó các cái công việc như thế nào, cái phần này thầy sẽ giải thích chi tiết hơn, rồi cho các em một số cái ví dụ trong các cái buổi học sắp tới. Rồi khi mà mình
từ cái mà mình phân chia ra công việc á, thì mình tạo ra một cái task name, ở đây là danh sách các cái công việc. Thì trên danh sách các công việc này là trong được biểu diễn trong Microsoft Project. Về các em có thể cài tìm tự cài Microsoft Project 2010 hoặc 2013 gì đó ha. Các em nhớ nghe, các em về tìm cái Microsoft Project ở trên mạng cũng có nha. 2010 hoặc 2013 rồi các em cài. Đấy. Ví dụ như để có một cái kế hoạch thực hiện nè, thì các em thấy là mình định nghĩa các cái gói công việc rồi mình chia nhỏ ra thành các cái công việc ha. Rồi trong cái công việc này mình sẽ ước lượng cái thời gian thực hiện, rồi thứ tự thực hiện các công việc, rồi chúng ta sẽ có một cái danh sách công việc. Dựa trên danh sách và thứ tự thực hiện, mình sẽ có một cái biểu đồ. Chúng ta sẽ tính toán ra được cái thời điểm thực hiện và thời điểm kết thúc của từng công việc ở trong cái phần này, và chúng ta tính toán được cái thời gian thực hiện của toàn dự án là bao nhiêu, vân vân. Thì trong quản lý về thời gian á, thì chúng ta sẽ có những cái phân tích làm sao mình đẩy nhanh tiến độ, thì mình sẽ tập trung nhận những công việc nào chẳng hạn như vậy. Rồi với chi phí nó là bỏ thêm nó là thấp nhất, vân vân. Thì đó là những cái công cụ mà mình sẽ học trong quản lý về thời gian. Đây là một cái biểu đồ dạng tợt ha. Về vòng đời á, thì mình khi mà mình nói về thực hiện dự án, không phải lúc nào cái số lượng người nhân lực trong dự án nó cũng 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 giống nhau. Thì mình có thể mình coi cái workload, cái tải công việc theo thời gian. Thì khi mà bắt đầu dự án thì cái công việc, cái khối lượng, mình có thể mình nói như cái khối lượng công việc nó ít, nhưng mà càng về sau cái khối lượng công việc nó tăng dần đến một cái thời điểm. Ví dụ như ở đây là cái giai đoạn thực thi, hay là mình gọi là giai đoạn mình lập trình, thì nó kiểm thử rồi vân vân, thì đây là cái nguồn lực nó nhiều nhất này. Rồi sau khi mà mình lập trình kiểm thử, mình cải thiện xong rồi mình đến mình triển khai dự án, thì cái nguồn lực nó giảm dần, giảm dần. Thì trong cái vòng đời á, thì lúc đầu mình gọi là cái tiến trình khởi động, thì chúng ta phải có những cái ước lượng sơ bộ, đánh giá cái sự thành công của dự án, khả năng thành công của dự án, rồi đưa ra cái phạm vi hay là định nghĩa cái sản phẩm. Rồi lập kế hoạch thì dự án phải được xây dựng, xác định các cái công việc trong dự án ha, rồi cái tiến trình công việc liên quan để tạo ra sản phẩm, vân vân. Ở giai đoạn thực thi thì theo cái kế hoạch, chúng ta sẽ phân bổ cung cấp nguồn lực để mà thực hiện các công việc theo kế hoạch và đảm bảo chất lượng. Trong quá trình thực thi thì chúng ta sẽ đánh giá cái mức độ giữa cái nó gọi là giữa thực tế và kế hoạch ha. Thì dựa trên đó chúng ta sẽ có những cái điều chỉnh nếu mà kế hoạch nó bị lệch, hoặc là có những cái thay đổi, thì chúng ta phải thực hiện đưa ra những cái hành động, hoặc là những cái hoạt động nó phù hợp với những cái thay đổi đó. Tiến trình kết thúc thì khi sản phẩm được làm ra, thì chúng ta sẽ thực hiện phân phối sản phẩm, rồi thực hiện các cái thủ tục bàn giao. Cái này thì phân tích thì các em có thể vòng đời dự án, thì các em có thể phân tích đọc qua cái tài liệu ha. Chúng ta có thể hình dung cái vòng đời như thế này. Khi bắt đầu dự án là mình phải thực hiện là gì? Cái requirement ở đây là mình thu thập, phân tích yêu cầu. Trong phần thiết kế thì nó gọi là cái architecture, là mình gọi là thiết kế về về kiến trúc.
hệ thống, rồi thiết kế các cái thành phần, sau đó là mình đi cái implement, là mình đi cài đặt, là mình đi lập trình đó, rồi đi kiểm kiểm thử hệ thống, rồi triển khai deployment là triển khai và mình hỗ trợ. Thì trong quá trình mình sử dụng và quá trình hỗ trợ thì có thể có những cái yêu cầu thay đổi mới, thì mình quay lại là mình thu thập những cái yêu cầu thay đổi, rồi giữa đó mình cập nhật em quá trình cập nhật nâng cấp. Thì để quản lý dự án tốt thì trước hết là chúng ta có kiến thức chung về quản lý, rồi kiến thức về quản lý dự án và cái kiến thức liên quan đến cái lĩnh vực mà chúng ta áp dụng. Ví dụ như hồi nãy thầy nói là một cái dự án thương mại điện tử, hay là dự án về kế toán, hay là dự án về quản lý, ví dụ một cái trường đại học là như thế nào chẳng hạn như vậy. Nói về dự án phần mềm á, thì chúng ta phải nắm về kiến thức quản lý nói chung nè, rồi kiến thức về quản lý dự án, và đặc biệt ở đây là mình đang nói về cái quản lý dự án phần mềm, nên chúng ta đang tập trung trên cái phần là quản lý dự án phần mềm như thế nào. Về mặt lịch sử thì các em có thể đọc qua ha. Ví dụ như là lịch sử về biểu đồ Gantt, rồi biểu đồ Perl vân vân, thì các em đọc qua số cái. Rồi. Bài tập cho cái phần này đó thì các em sẽ tìm hiểu về các cái mô hình phát triển phần mềm nha. Rồi công văn về 2589. Công văn 2589 thì nó